Khuya ngày 22 tháng 4, tổ công tác 363 thành phố phối hợp cùng đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố Hồ Chí Minh tuần tra đêm xử lý nhiều trường hợp vi phạm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 23 giờ, lực lượng tuần tra kiểm soát hỗn hợp đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tổ công tác 363 phối hợp cùng đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất xuất phát tuần tra đêm xử lý nhiều trường hợp vi phạm, nhất là về giao thông. Đến đoạn đường Trường Chinh, tổ công tác hình sự 363 đã bắt gặp hai thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm và ra hiệu dừng xe. Qua kiểm tra, hai thanh niên này sinh năm 2004 và khai đi mua đồ ăn nên quên đội mũ bảo hiểm. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành lập biên bản xử phạt với các trường hợp vi phạm. Người điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, người từ đủ 16 đến 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm trở lên, không có giấy đăng ký xe theo quy định. Vì hai thanh niên này chưa đủ tuổi điều khiển xe và không có giấy đăng ký xe nên lực lượng chức năng đã tạm giữ xe. Tiếp tục tuần tra đến đoạn đường Tân Hưng, quận Tân Phú, tổ công tác phát hiện hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm, có dấu hiệu lạ nên đuổi theo. Hai thanh niên sau khi phát hiện bị đuổi theo thì phóng rất nhanh, đến trước một quán bar trên đường Thành Công, phường Tân Thành, quận Tân Phú thì bắt được. Ban đầu kiểm tra, hai thanh niên giữ rất nhiều giấy tờ tùy thân của nhiều người, không có giấy đăng ký xe và có dấu hiệu khả nghi nên đưa về đồn phường Tân Thành. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành đo nồng độ cồn. Kết quả, nam thanh niên điều khiển xe máy có nồng độ cồn vượt quá mức quy định là 0,481. Tiếp tục, tổ công tác cho hai thanh niên test nhanh với chất kích thích và kết quả âm tính. Sau khi kiểm tra, hai thanh niên này tự xưng là dân quân tự vệ tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú xin chỉ huy vắng để đi sinh nhật bạn. Sau hơn 30 phút làm việc, lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành lập biên bản xử phạt hai thanh niên này với các lỗi: người điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, xe không gương chiếu hậu bên trái, điều khiển xe mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên 1 lít, không có giấy phép lái xe và không xuất trình giấy đăng ký xe. Tổ công tác và cảnh sát giao thông quyết định tạm giữ xe. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về vloa.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.